Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình đến cái siêu thị này gọi là toàn Bose thôi nhá. Ví dụ con này có 4.400 yên này, 4.400 yên thôi nhá, 101 mmw. Đấy, con này nó có một chiếc thôi nhá mọi người nhá, một chiếc thôi, một cặp này. Con này 45W, đây một cặp. Đấy, còn con này đây, con này nó đủ cả và một đôi này, 45W một đôi này, có cả giá treo luôn nhá, giá treo luôn, 9.900 yên. Ok, con này thì chỉ có một chiếc thôi thì nó hơi rẻ một chút. Dưới đây là con gì đây, GBL. Con này chỉ có một thôi nhá mọi người nha, một thôi nha. Rồi dưới này một con JBL nữa. Con này là control N25, control 25 đúng không ạ? Control 25. 8 ohm này, trở kháng 8 ohm. Mọi người nha. Ok. Bên dưới này thì sao? Bên dưới này có con 161 này. 161 một cặp. 161 một cặp là 6.600. 161 một cặp 6.600. Con này là Mexico nha mọi người nhá, Mexico. Ok, 50W. Con này chỗ này nó hơi bị bong ở đây một tí đúng không ạ? Rồi con này 161 này, 161 đen cũng thế, 161 ray. Một đây là một chiếc là 3.300 nha mọi người nhá. Đấy, nếu cả một cặp của nó thì sẽ là 6.600 đúng không ạ? 50W. Cái này nó có cả giá treo ở đây. Ok, con này là 111 AD này, 111 AD một cặp nha mọi người nhá, 111 AD một cặp. Cái này là cái gì đây ta? Cũng là loa đây, loa của Canon. Con này lạ nhỉ, một cặp 50W. Con này là hãng gì đây? KEF, hãng này mình không biết. Rồi mấy cái 11 này, 101 mm này đều là 8.800 hết nha mọi người nhé, 8.800 hết. Đây thông số nhá, cho mọi người xem thông số của nó. 150W và 6 ohm. Ok, rất là đẹp, con này rất đẹp luôn, một cặp. Hãng gì đây mọi người? Lin 8 ohm, 2,9 kg. Của nước nào vậy ta? Của Mỹ à, của Anh mọi người nhé. Cái này loa của Anh, một cặp. Màu kiểu màu gì nhỏ, màu tha của khoai môn đấy, kiểu tím như thế đúng không ạ? Rồi đấy, con đĩa tông này, đĩa tông một cặp 150W, 150W giá của nó đấy. Tannoy cũng một cặp nhá. Con này rất đẹp luôn, màu trắng, màu kiểu màu phớt trắng đúng không ạ? Con này sản xuất năm 2000 này, 120W nha mọi người nhá. Một cặp, ở bên trong có một này, ở trong có một cây nữa. Đấy. Ok ạ. Con này là gì? Victor là rẻ rồi đúng không ạ? Trên này có Otofong này, 90W rồi. Con này đẹp thế, thùng nó còn nguyên nữa mọi người nhá, thùng còn nguyên luôn. Pioneer này, đây mình không nói nhá. Còn loa thùng gỗ Sansui một cặp nguyên luôn này, 25W. Con này nghe nhạc kiểu gì đây? Có 25W hơi ít nhỏ mà cân nặng lắm, sản xuất năm 67 đến giờ hơi cổ rồi đúng không ạ? 121 này anh em này, 121 đây. Đây vẫn có 161 lạc vào đây. 161 nó có một cặp là 8.800 yên nhé mọi người nhé. 121 này nó hơi bị bong cái chỗ mà họ ốp gỗ ở đây. Đấy, giá nó khá là rẻ đây. 8.800 yên này mọi người nhé. Con bên này có bong nhiều hơn này. Con bên này bong nhiều hơn này. Thì giá nó lại rẻ nữa. 7.700. Còn Palm 3 này, một chiếc thôi nha mọi người nhé. Palm 3 có một chiếc là 4.400 yên này. 4.400 yên đúng không ạ? Đây là loa của Toa này. Rồi trên này có mấy đôi Victor. Victor một cặp. Ui. Ồ, Victor nó nặng kinh khủng luôn. Đây. Đấy, giá gốc của nó là 40.000 yên nhá. Nó giảm xuống con gần này, đúng không ạ? Tôi bóc mặt lạ cho mọi người nhìn. Ồ. Khá là đẹp bên trong. Khá là đẹp ở bên trong đúng không ạ? Dưới đây là mấy con Classic Pro. Con này là bao nhiêu đây? Công suất 120 nha mọi người nhé, 120W luôn. Wow, 120W. Đây, này Bose MU S101. Bose nghe thiết kế riêng cho Sony à. Đây một cặp. Một cặp của nó. Đây. Cái này của Nhật nha mọi người nhá. Của Nhật đây. Của Nhật sản xuất. Thiết kế cho Sony. Con này khá là lạ đấy nhỉ. Khá là lạ. Panasonic này. Đây có một con AM5 35 mã. AM5 35 mã bán 13.200 yên nha mọi người nha. 13.200 yên. Con này ở cái chỗ vừa nãy tôi quay nó còn rẻ hơn, đúng không ạ? Rẻ hơn rất nhiều luôn. Đây có một đôi gì đây? Fortech. Con này hát karaoke thì sướng. 300W anh em ạ. 300W luôn. Ấy, nặng. Có một chiếc thôi nha mọi người nhá. Một chiếc thôi nha. Con này là con GBL này. 100W này, con này nhẹ hơn tí. Đấy. GBL. 100W. Rồi đây một con Victor đấy chị, đây chỉ có một cái thôi nha mọi người nhá. Một cái thôi. Công suất của nó đâu 600. Ôi, cực đại là 600 nhá. Kinh khủng luôn. Dã man luôn. Rồi. Xem ở đằng sau này nè. Đằng sau này có một cây 2 cây Bose 201 25 mã này. Nhìn nó khá là độc đáo. Mình có quay xa cho mọi người nhìn nhá. Đấy, nó có chân đúng không ạ? Có chân đế. Đây là cái đời của nó này. Con này 60W nha mọi người nhé, 8 ôm. Đây, 2 cây luôn. 2 cây luôn đúng không ạ? Khá là đẹp đúng không ạ? Khá là chất lượng. Nói chung là nhìn cũng thích. Ok, giờ bây giờ anh em mình sang xem mấy cái đây lại có con này Ascomatic 4 này, 5.500 đúng không ạ? 4 này. Đây, quay cho mọi người nhìn gần nhá. Đấy, nó chỉ có cái này thôi, chỉ có cục này thôi, không có thêm cái gì cả đúng không ạ? Ok, Bây giờ mình sang xem thử cái âm ly các thứ, xem nó có cái âm ly gì đặc sắc không, xem có cái âm ly gì đặc sắc không.